3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư và đồng hành với tôi ngày hôm nay là bạn Trung đến từ bộ phận phân tích và nghiên cứu của công ty chứng khoán VN Direct. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về cái tiến triển của ngành thép cũng như là các mã cổ phiếu trong ngành này để xem là có cơ hội đầu tư nào trong thời gian tới hay không. Và ba cái cổ phiếu mà chúng tôi sẽ nói ngày hôm nay sẽ là Hòa Phát, Hoa Sen với cả Nam Kim. Về cơ bản chương trình thì sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin quan trọng của cái ngành thép. Phần thứ hai đấy là chúng tôi cập nhật cái kết quả kinh doanh 6 tháng hay 7 tháng của ba doanh nghiệp Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, và cuối cùng phần thứ ba đấy là chúng tôi sẽ cùng dự phóng hay là đưa ra các triển vọng bức tranh tương lai của ba doanh nghiệp này và sẽ cùng nhà đầu tư tham gia vào phần hỏi đáp. Bất kể quý nhà đầu tư có câu hỏi thắc mắc gì về cái nhóm ngành này hay những cổ phiếu khác thì có thể là nhắn tin hay comment ở trong cái video clip ngày hôm nay để chúng tôi có thể đọc được và chúng tôi có thể trả lời. Và không để quý vị đợi lâu thì chúng ta sẽ vào ngay phần đầu tiên, đấy là tổng quan của ngành thép trong 7 tháng đầu năm 2021. Ở slide đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tình hình sản xuất cũng như là bán hàng của nhóm thép thì đều có cái số liệu tăng trưởng khá là tốt. Đối với sản xuất thì tăng 33% và bán hàng thì tăng 30,7% so với cùng kỳ. À, có một cái lưu ý thì là đây là cái số lượng tăng trưởng so với cùng kỳ, chứ còn nếu như mà so cái tháng này với cả những cái tháng trước đấy của ngành thép thì là nó cũng có sự sụt giảm, tại vì đây là cái yếu tố mùa vụ thôi. Vì quý 3 thì sẽ là cái quý mùa mưa và cũng đang có giãn cách xã hội thì nó sẽ khiến cho cái việc là sản lượng thép là nó không được tốt như những cái quý đầu năm. Và sản lượng quý 4 thì cũng sẽ là có nhiều cái thứ mà chúng ta sẽ đáng lo ngại một chút, bởi vì đó là nó có liên quan đến cái việc dịch bệnh COVID là hiện tại vẫn chưa xong và xã hội thì vẫn đang giãn cách. Thì khi mà dịch bệnh COVID mà được tiêm chủng xong và nới lỏng giãn cách xã hội thì lúc đấy thì cái tiêu thụ thép mới có thể là có tăng trưởng trở lại mà so với những tháng trước. À, ngoài ra nữa thì tôi sẽ có một thông tin cập nhật thêm, đấy là cái tình hình sản xuất cũng như bán hàng thì tiêu thụ ống thép và thép xây dựng là giảm, và trong đấy thì chỉ có mặt hàng là HRC với cả tôn mạ là có tăng trưởng mạnh so với cả cùng kỳ, cho nên là thành ra và ba doanh nghiệp của chúng ta ngày hôm nay thì có Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen thì đều có những cái mặt hàng về HRC và tôn mạ này, cho nên là cái kết quả kinh doanh về cơ bản mà nói thì là vẫn chưa bị ảnh hưởng mấy nếu mà nhìn theo cái tình hình bán hàng và tình hình sản xuất. Tiếp theo là tôi cập nhật về cái thông tin xuất nhập khẩu thép của 6 tháng đầu năm. Thì đối với nhập khẩu thì 6 tháng đầu năm 2021 thì hiện tại là thép đã nhập được Việt Nam là đã nhập 7 triệu tấn thép với trị giá là khoảng 5,780 tỷ đô, thì cũng tăng là khoảng 5,92% về lượng và 44,12% về giá trị so với cả cùng kỳ năm 2020. Thì chúng ta nhìn vào số liệu này cũng có thể thấy rằng là cái giá của thép đợt vừa rồi cũng tăng rất là mạnh, và qua đấy thì là khiến cho là sản lượng chỉ tăng có 5,9% nhưng mà cái giá trị nhập khẩu thép thì lại tăng đến tận 44%. Đối với cả việc xuất khẩu thì Việt Nam hiện tại là đang xuất khẩu khoảng tầm 5,88 triệu thép với giá trị là khoảng tầm 4,52 tỷ đô. Và cái số liệu này thì cũng tăng trưởng rất là tốt, là khoảng tầm 28% so với cùng kỳ. Và cái lượng xuất khẩu thép này thì đến được 20 quốc gia trên toàn thế giới, trong đấy thì các thị trường chủ yếu mà đang tăng trưởng rất mạnh thì ở đây chúng tôi có lưu ý là có Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU là những cái thị trường mà đang rất là đẩy mạnh cái nhu cầu tiêu thụ thép trong thời gian gần đây và cũng là một trong những cái động lực tăng trưởng, những cái thị trường mà có động lực tăng trưởng chính cho cả ba doanh nghiệp thép của chúng ta. Và sang cái câu tiếp theo thì sang cái slide tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn là rõ ràng là nếu mà ngoài Trung Quốc ra thì chúng ta cũng thấy là hiện tại là bên Mỹ thì có tổng thống Joe Biden là cũng đã muốn chi tiêu nhiều hơn cho việc cơ sở hạ tầng, cũng như là việc EU là có mục tiêu là cắt mức khí thải carbon là về không không về không, thì những cái thứ này là khiến cho là cũng là nhu cầu nhập khẩu thép của những cái đất nước này là tăng mạnh. Ngoài ra nữa thì là Trung Quốc cũng có cái hạn chế cái ngành công nghiệp sản xuất nặng, bởi vì đó là họ sẽ đón đầu cái Olympic vào năm sau, thì thành ra là cũng phải giảm thiểu cái khí thải. Thì đây là những cái động lực mà chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra các cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam là tăng cường cái khả năng xuất khẩu thép. Nghĩa là nguồn cung của hồi xưa thì nguồn cung của thị trường thép thì chủ yếu là ở trong nước, thì hiện tại là cũng sẽ là xuất khẩu được nhiều hơn. Qua đấy thì chúng ta sẽ thấy là một cái tiềm năng rất là rộng mở trong tương lai. Ngoài ra thì tôi có cập nhật thêm một số thông tin về những cái đề xuất của Bộ Tài chính liên quan đến cái thuế xuất nhập khẩu thép. Thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là đang có đề xuất là tăng 5% thuế xuất khẩu,
cũng như là đề xuất là giảm 5 đến 10% cái thuế nhập khẩu thép vào Việt Nam. Thì cái này thì chắc là sẽ mời chung là sẽ đưa cho quý nhà đầu tư thêm một số quan điểm của research về những cái tác động này đến cái ngành thép. Vâng, mời chung ạ. Vâng, về cái đề xuất của Bộ Tài chính trong việc đánh thuế một một vài mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng phôi thép và giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng về thép xây dựng, thì hiện tại thì em cập nhật thêm một chút, thì thực ra là cái này có trong báo cáo của khối phân tích đưa ra hồi tháng trước rồi, và bên khối phân tích thì đánh giá rằng là cái ảnh hưởng của cái đề xuất điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu này lên các cái doanh nghiệp trong trong ngành, các doanh nghiệp niêm yết là không lớn. Và cập nhật thêm một chút thì hiện tại thì mới hôm qua, mới đầu tuần thì Bộ Tài chính cũng đã công bố rằng là đã tham khảo ý kiến của VCCI, Phòng Công nghiệp, thì quyết định rằng là hiện tại thì chắc sẽ chưa, thời điểm thì hiện tại thì chưa áp dụng các cái mức thuế này vào thực tiễn, nên là do đó rằng là cái lo ngại về cái đánh thuế xuất khẩu lên các mặt hàng thép thì là không có trong thời ngắn hạn, và Bộ đã khẳng định rằng là sẽ không có ý định này. Còn nếu mà cái trường hợp này xảy ra thì rõ ràng rằng là thép xây dựng của Việt Nam thì hiện tại thì đang có mức giá thành sản xuất là tương đối cạnh tranh so với các đối thủ chính, đặc biệt là quốc gia là Trung Quốc, quốc gia thường xuyên nhập khẩu xuất khẩu thép vào Việt Nam, thì cái lợi thế của Việt Nam mình là sản xuất bây giờ cũng khá là cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là mình vẫn đang áp thuế, mình đang có cái bộ thuế tự vệ được bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, và bên cạnh đó rằng là chưa kể các chi phí như là vận chuyển, thì hoàn toàn thép thép nội địa ở Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh được với thép của Trung Quốc cũng như là các thép của các quốc gia khác nếu mà muốn trong thị trường nội địa. Còn mặt hàng xuất khẩu phôi thì cái sản lượng xuất khẩu phôi của năm 2020 của Việt Nam mình tăng khá là cao, thì chủ yếu đến từ Hòa Phát và Formosa, thì hiện tại thì Hòa Phát cũng đã khá là hạn chế. Trong tháng 6 thì cái sản lượng sang tháng 7 thì sản lượng xuất khẩu phôi thì không không đáng kể. Sang tháng 8 này có bắt đầu quay trở lại, tuy nhiên rằng vẫn ở mức thấp so với cái thời điểm năm 2020. Doanh nghiệp đã có những thời điểm xuất khẩu phôi đến trong khoảng trên 100.000 đến 150.000 tấn. Đó, cập nhật một chút thì là về cái thuế xuất nhập khẩu thì sẽ ảnh hưởng không quá nhiều. Còn hiện tại thì thực tế thì nó cũng sẽ không xảy ra theo cái quan điểm mới đây của Bộ Tài chính. Vâng, tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số các thông tin hay là góc nhìn của tôi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc là đề xuất tăng 5% cái thuế xuất khẩu cũng như là giảm 5 đến 10% cái thuế nhập khẩu này là nó cho thấy là có một số cái thứ lo ngại của Bộ Tài chính liên quan đến cái vấn đề là giá thép, bởi vì do chúng ta cũng biết rằng là cái giá thép tại Việt Nam thì vẫn đang, theo như tôi hiểu thì là vẫn đang là thấp hơn một chút so với cả mặt bằng quốc tế, và cũng cũng như thế là cho nên là thành ra là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp là sẵn sàng là xuất khẩu ra ngoài để mà có thể tăng thêm cái nguồn đầu ra cho cái sản phẩm của mình. Và cái việc mà Bộ Tài chính thì lo ngại rằng là, và hơn thế nữa là Việt Nam thì cũng đang đẩy mạnh đầu tư công thì cũng sẽ cần là sử dụng thép, thì chính vì như thế cho nên thành ra là để tránh mà cái việc là giá thép tăng quá là cao khiến cho là ảnh hưởng tới ngân sách cũng như là đầu tư công, thì Bộ Tài chính đã đưa ra cái đề xuất này. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy là trước giờ thì Việt Nam vẫn bảo hộ ngành thép, nhưng mà gần đây thì lại có những cái đề xuất như vậy. Và cái việc này thì thành ra là các doanh nghiệp thép là cũng có cam kết rằng là sẽ là cố gắng là giữ lại cái sản lượng thép nhiều nhất có thể để mà phục vụ nhu cầu trong nước trước khi xuất khẩu. Thì qua đấy là chúng ta cũng thấy là cái tình hình nó cũng hòa hoãn hơn, và qua đấy thì là cái sản và qua đấy thì là cái việc đề xuất này là cũng có khả năng là không xảy ra theo như Trung đã cập nhật cho quý nhà đầu tư nghe. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần cuối cùng trong việc cập nhật ngành thép ngày hôm nay. Đấy chính là cái việc là cái diễn biến giá nguyên vật liệu sản xuất thép 7 tháng đầu năm. Thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại ở Việt Nam thì có hai cái loại sản xuất thép chính. Đấy chính là cái sản xuất thép theo phương pháp lò cao hay gọi là BOF, và phương pháp sản xuất theo lò điện là EAF. Thì cái lò cao thì sẽ cần quặng sắt, than, thép tái chế, và cái lò hồ quang điện thì sẽ là à và cái lò hồ quang điện thì sẽ chỉ dùng điện với cả thép tái chế thôi. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái 6 tháng đầu năm thì xu hướng các nguyên vật liệu này sẽ đã tăng mạnh rồi, nhưng mà gần đây thì có vẻ như là nó đang sụt giảm nếu mà quý nhà đầu tư nhìn theo cái slide tiếp theo của chúng tôi. Thì không biết là Trung có cái dự báo gì về cái giá than cốc hay là giá cái quặng sắt mà đầu vào của nhóm ngành thép này hay không, và cũng như là cái dự báo của Trung về cái
về cái giá thép trong tương lai, thì là liệu là cái giá nguyên vật liệu nó đang có xu hướng giảm như này thì trong tương lai thì giá thép nó có giảm không? Bởi vì nếu mà như hiện tại chúng ta thấy là giá nguyên vật liệu, giá thép, giá nguyên vật liệu đang giảm mà giá bán thì vẫn đang cao, thì thành ra là các doanh nghiệp thép là sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn, là biên lợi nhuận là nó sẽ có thể là tăng. Đấy thì là sẽ có hai câu hỏi cho Trung về cái phần này. Thứ nhất đấy là biên lợi nhuận của nhóm thép trong thời gian tới là có được hưởng lợi do cái giá nguyên vật liệu giảm hay không, và thứ hai là xu hướng của giá nguyên vật liệu cũng như là giá thép trong thời gian sắp tới. Và mời Trung có thể nói cho nhà đầu tư nghe. Vâng, đầu tiên thì nếu mà để bình luận về các mặt hàng commodity thì em xin dùng từ giả định hơn là dự báo của riêng của phân tích. Thì thực tế thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái xu hướng của giá ở trên cái biểu đồ mà đang show ra ở đây. Thì hiện tại thì giá cập nhật hơn một chút thì cái giá quặng sắt thì đã giảm. Hiện tại các em biết là giá spot là khoảng 140 đô, tức là so với vùng đỉnh ở cuối ở hồi tháng 5 thì tức là khoảng 240, thì giá quặng sắt đã giảm ở mức khá là nhiều. Tuy nhiên rằng là cũng phải nhận ra lại rằng là trong năm 2020 và năm 2021, đầu năm 2021 vừa qua thì giá quặng sắt cũng đã tăng khá cao, và mức giá hiện tại thì vẫn đang ở mức rất là cao so với trung bình lịch sử của các năm trước. Bên cạnh trong khi đó thì giá than cốc thì đã có những cái xu hướng phục hồi và đang tăng mạnh thời gian vừa qua, thì cũng theo cái giá than nhiệt của thế giới thôi. Và một phần nữa là do cái nhu cầu của các quốc gia nhập khẩu than cốc chính từ Úc như là Ấn Độ, như ở Nhật Bản thì cũng đã tăng cao, do vậy là kéo cho cái giá của mặt hàng này lên rất là nhiều. Trong khi đó thì diễn biến của cái mặt hàng nguyên vật liệu của cái đầu ra là sản phẩm thép, thì thị trường nội địa trong cái tháng giãn cách xã hội là từ khoảng giữa đầu tháng 7 đến nay thì giá thép xây dựng liên tục đi ngang, trong khi giá HRC thì đã tăng lên khoảng gần 1.000 đô và bây giờ đang giao dịch quanh mức 950 đô, tức là thấp hơn một chút so với vùng đỉnh ở khoảng một tháng trước. Thì theo như nhận định của chúng tôi thì là giá than cốc trong thời điểm hiện tại đang tăng khá là cao, sẽ bù đắp bởi cái giá quặng sắt thấp hơn, nên là do vậy rằng là cái biên lợi nhuận có thể của các doanh nghiệp thì cũng không không được cao như các không không được cao như quý 2 nữa. Và bên cạnh đó là một một cái luận điểm hỗ trợ cho cái việc mà nhận định rằng biên lợi nhuận không được cao như quý 2, đó chính là cái giá thép của mình nó đang tăng trưởng, nó đang tăng mà thực ra là không tăng, nhưng mà thực ra là nếu mà tăng trưởng chậm lại thì cũng có thể khiến cho cái biên lợi nhuận của các quý tiếp theo giảm đi, khi mà cái trữ lượng về hàng tồn kho giá thấp của các cái mặt hàng như than cốc giá thấp chẳng hạn trong các tháng trước nó dần dần mất. Nên do vậy rằng cổ phân tích cũng đã duy trì quan điểm của mình như cái báo cáo cập nhật gần nhất, nhưng mà có chiến lược giữa năm, đó chính là cái biên lợi nhuận sẽ bắt đầu giảm từ quý 3 trở đi. Tuy nhiên là cái mức giảm nó sẽ không quá lớn tại vì giá thép vẫn đang duy trì mức khá là ổn định. Cảm ơn Trung, cái sự chia sẻ của Trung rất là chi tiết và sâu sắc. Thì tôi cũng có một số cái lưu ý với quỹ nhà đầu tư về cái nhóm cổ phiếu thép, đấy là mặc dù là cái tình hình giá nguyên vật liệu quặng sắt là có giảm, tuy nhiên là nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là các nhóm thép thì sẽ có cái hàng tồn kho là duy trì là khoảng tối thiểu là 3 tháng trở lên, cho nên thành ra là cái giá vốn này thì có thể, nếu mà giá vốn thấp như này thì sẽ là khoảng 3 hay 4 tháng, khoảng là quý 3 hay quý 4 thì mới có giá vốn thấp. Trong khi đấy thì là có cái, chúng ta cũng có thể là cái sự chững lại của cái đà tăng giá thép, và trong cái thời gian tới thì là giá vốn về mặt hàng, về cái nguyên vật liệu đầu vào thì nó cũng sẽ tăng qua, bởi vì do là những cái tháng đầu năm thì nguyên vật liệu cũng tăng, thì thành ra là bên phân tích là cũng có một cái dự đoán rằng là cái biên lợi nhuận của nhóm thép là có thể là sẽ giảm nhẹ nhưng mà sẽ không giảm quá mạnh so với cả cái những cái quý đầu năm vừa rồi. Và đấy là cái tổng hợp của chúng tôi về cái nhóm ngành thép ngày hôm nay. Đấy là thứ nhất là về cái tình hình tiêu thụ tại trong nước thì so với cả năm ngoái thì vẫn tốt, tuy nhiên là do cao điểm, do mùa mưa cũng như là cái quý này thì đang có dính dịch Covid, cho nên là thành ra là cũng không thể cao được như so với cả những cái tháng đầu năm. Ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu thép thì bên cạnh nhu cầu nội địa thì hiện tại đã xuất hiện thêm cái nhu cầu xuất khẩu rất là, nhập khẩu từ các nước ví dụ như là Trung Quốc, EU hay là Hoa Kỳ rất là lớn, thì nó cũng sẽ là tạo động lực bổ sung trong nguồn cung, khiến cho cái việc là giá thép là giảm ngay thì cũng chưa có thể xảy ra. Và đối với cả cái giá, đối với cả cái đề xuất về việc là tăng thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu thì cái này thì sẽ là lo ảnh hưởng ít đến nhóm thép, và cũng như là khả năng cao là sẽ không xảy ra. Và cuối cùng là đối với giá nguyên vật liệu thép thì và giá đầu
và đã giá đầu ra thì chúng tôi dự đoán rằng là nó sẽ làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó sẽ bị ảnh hưởng tương đối tiêu cực một chút trong quý 3 và quý 4. Và bây giờ thì tôi sẽ sang là cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đấy chính là cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Hòa Phát, Hòa Sen và Nam Kim. Thì chúng ta có thể thấy là Hòa Phát ở trong cái slide tổng hợp của tôi thì ở trong cái slide đầu tiên của tôi thì là Hòa Phát có cái kết quả kinh doanh 6 tháng tương đối là tốt, là tăng 67% và lợi nhuận sau thuế thì cao gấp 3,3 lần so với cả cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch, nghĩa là nhìn chung là chỉ 6 tháng đầu năm thì Hòa Phát đã cần chuẩn bị hoàn thành kế hoạch rồi. Đấy cũng là cái lý do khiến cho cái giá của cái giá thị giá của doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán là cũng có đợt tăng mạnh trong những cái thời gian vừa qua. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có là thông tin về cái việc là cái cơ cấu doanh thu, thì hiện tại cơ cấu doanh thu chính của Hòa Phát vẫn đến từ nhóm mặt hàng thép là khoảng là hơn 80%. Và tiếp theo nữa thì là cập nhật về kết quả kinh doanh của Hoa Sen, thì 7 tháng 2021 thì doanh thu của Hoa Sen đã đạt là 28.738 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thì đạt 2.737 tỷ. Thì đây cũng là một cái mức rất là tốt. Đây cũng là một cái mức rất là tốt. Và cái lũy kế 10 tháng niên độ thì cũng đã giúp cho doanh nghiệp là tiêu thụ được 1,9 sản phẩm, 1,9 tấn sản phẩm và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, gần 5% kế hoạch. Và sau đấy thì là đến vào Hoa Sen thì chúng ta cũng có thể thấy là cái thị trường xuất khẩu là đã tăng trưởng rất là mạnh. Trong 7 tháng đầu năm thì đã đạt là 57%, trong khi là trước đấy thì 2020 sẽ chỉ có 30% thôi. Và cái thị phần tôn của Hoa Sen thì cũng đã có một cái sự tăng một cái sự cải thiện tương đối, tăng từ 30,43% lên 32,36%. Đối với cả Nam Kim thì chúng ta có thể thấy là cái lợi nhuận của công ty này thì còn vượt bậc hơn nữa, khi mà 6 tháng đầu năm đã đạt là 1.167 tỷ, là gấp 20 lần so với cả cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 200% kế hoạch. Và hiện tại thì là chúng ta cũng có thể thấy là cái doanh thu chủ yếu của Nam Kim là đến từ cái mặt hàng ống thép, và cái sản lượng xuất khẩu, cơ cấu doanh thu theo thị trường xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy là có sự tăng từ 43% lên 58%. Và cái này cũng cho thấy rõ ràng rằng là các doanh nghiệp đợt vừa rồi là cũng khá là đẩy mạnh cái thị trường xuất khẩu. Và giống như là câu chuyện chúng tôi đã chia sẻ ở đầu về cái việc là vì sao Bộ Tài chính định áp cái thuế và sau đấy thì không áp nữa. Vậy thì tổng hợp lại thì chúng ta đều nhìn thấy là cái kết quả kinh doanh của ba doanh nghiệp thép này thì đều rất là tốt, đều hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ nửa đầu năm. Đối với cả Hòa Phát là nhóm sản xuất cả thép xây dựng lẫn là và lò BOF thì đạt là 93% kế hoạch. Còn những cái doanh nghiệp thép bé hơn như Hoa Sen hay Nam Kim thì đều có cái mức vượt kế hoạch hơn 200 phần gần 200% cho đến hơn 200%. Thì đây là những cái tăng trưởng rất là tốt, và không biết rằng là liệu là hai quý cuối năm thì những cái doanh nghiệp này nó còn có duy trì được phong độ hay không, và trong tương lai năm 2022 thì cái kết quả kinh doanh cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thế nào, thì chúng ta sẽ cùng để bạn Trung chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái triển vọng cũng như là cái khả năng về cái doanh thu cũng như lợi nhuận của ba doanh nghiệp này trong thời gian tới. Và mời Trung có thể sang cái phần tiếp theo của ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên thì nhắc nhắc đến doanh nghiệp ở Hòa Phát trước. Thì về Hòa Phát thì trong khối phân tích cũng có cái báo cáo cập nhật mới đây của Hòa Phát. Thì với cái dự phóng rằng doanh nghiệp sẽ có mức lợi nhuận giàu khoảng 30.000 tỷ, trong khi nửa đầu năm thì đã lãi hơn 16.700 tỷ. Thì như vậy rằng là cái tổng lợi nhuận của cuối năm thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là nó thấp hơn một chút so với cái nửa đầu năm. Thì bởi các cái nguyên nhân, bởi cái lý do rằng là cái biên lợi nhuận gộp như chúng ta vừa đã trình bày trên rằng là nó sẽ kỳ vọng rằng thấp hơn một chút so với nửa đầu năm, do cái giá mặt mà bằng đầu ra đầu vào cũng không còn thuận lợi được như đầu năm nữa. Tuy nhiên là cái mức biên lợi nhuận này cũng vẫn sẽ duy trì mức cao. Nhắc lại quan điểm này, và trong nửa cuối năm thì như chúng ta đã thấy rằng cái việc dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra, sau khi áp dụng cái nghị định 16 của chính phủ thì hàng loạt các cái công trình xây dựng, kể cả dân dụng đến công trình cơ sở hạ tầng thì đã bị trì hoãn khá là nhiều, và điều này sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến cái nhu cầu của mặt hàng thép xây dựng, tôn mạ và ống thép của thị trường nội địa. Đây cũng là ba cái mặt hàng chủ chốt của Hòa Phát, và thị trường
của doanh nghiệp cũng tập trung tại thị trường nội địa, nên do vậy rằng là chúng tôi cho rằng là cái mặt hàng này thì sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Và cái sản lượng năm nay của Hòa Phát là đạt khoảng 5 triệu tấn thép xây dựng và khung thép thì nhiều khả năng sẽ không đạt được. Tuy nhiên rằng là chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm rằng là cái mức sản lượng tổng sản lượng thép của Hòa Phát trong năm nay vẫn ở mức cao bởi sự bù đắp đến từ cái mặt hàng HRC. Thì chia sẻ một chút về cái khu công nghiệp gang thép, khu liên hiệp gang thép Dung Quất thì có một cái cực kỳ hiện đại, đó chính là việc Hòa Phát có thể cân đối từ cái vấn đề từ lò các gang từ lò cao để ra các sản phẩm thành phẩm. Thì công ty có thể lựa chọn là sản xuất phôi vuông để sản xuất thép xây dựng hay là sản xuất phôi dẹt là HRC. Thì trong cái điều kiện thị trường hiện nay, sản phẩm HRC thì nhu cầu khá là cao, trong khi thép xây dựng nhu cầu thấp thì doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn là tập trung sản xuất mặt hàng HRC và sẽ bù đắp cái tổng sản lượng của công ty cho năm nay. Và chúng tôi cho rằng là cái sản lượng HRC của Hòa Phát năm nay sẽ đạt khoảng là 27 triệu tấn. Và cái điều này sẽ giúp cho cái lợi nhuận của công ty sẽ cán đích khoảng là mức 30.000 tỷ trong năm 2021. Tóm lại rằng là cái triển vọng của Hòa Phát trong nửa cuối năm cũng vẫn sẽ khá là sáng sủa. Trong năm 2022 thì bên phòng phân tích thì vẫn sẽ duy trì quan điểm rằng là cái biên lợi nhuận của ngành thép vẫn sẽ có thể sẽ bị giảm so với nửa cuối năm cũng như là nửa năm 2021. Tuy nhiên rằng Hòa Phát ở phải có cái vị thế rằng là họ trong năm sau thì cũng rất nhiều catalyst có thể hỗ trợ, và chúng tôi kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận của Hòa Phát sẽ không giảm quá sâu cho năm 2021 và sẽ chỉ giảm ở mức khoảng 8% và đạt đâu đó ở mức 28.000 tỷ. Và các cái luận điểm chính của doanh nghiệp sẽ đến từ cái thứ nhất là cái giá HRC của thị trường quốc tế vẫn đang ở mức khá cao. Hòa Phát sẽ bắt đầu xuất khẩu cái mặt hàng HRC này sang Mỹ từ quý 4. Đây là thông tin mới. Và tiếp theo nữa là doanh nghiệp sẽ có sự bổ sung từ cái mỏ quặng sắt thì mỏ quặng sắt từ Úc. Theo kế hoạch của doanh nghiệp thì năm 2022, bắt đầu năm 2022 thì cái mỏ quặng sắt này sẽ bắt đầu đưa vào khai thác và có thể sẽ đóng góp vào cái sản lượng và cái nhu cầu nội bộ của công ty và sẽ đóng góp cho cái phần biên lợi nhuận của doanh nghiệp không bị giảm quá nhiều. Bên cạnh đó rằng là một số các dự án mới như là cái dự án về container hay là các dự án bất động sản của khu phố nối Hưng Yên cũng thể đóng góp phần nào vào cái triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm sau. Trong các năm tiếp theo nó từ năm 2022 thì doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu có kế hoạch là khởi công cái khu liên hợp gang thép Dung Quất giai đoạn 2. Thì chúng tôi sẽ kỳ vọng rằng là cái khu liên hợp này sẽ bắt đầu đóng góp vào cái doanh thu của công ty bắt đầu từ cuối năm bắt đầu từ đầu năm 2024. Về các doanh nghiệp về Hoa Sen hay Nam Kim thì thời gian gần đây thì chúng ta đã thấy rằng cái xu hướng rằng là cái thị trường nội địa của Việt Nam mình gặp khó khăn và các doanh nghiệp thì đã đẩy mạnh cái xuất khẩu của mình. Thì trong đó thì Nam Kim là doanh nghiệp có cái tỷ trọng về xuất khẩu nhiều hơn tất cả so với Hòa Phát hay Hoa Sen, và chúng tôi kỳ vọng rằng là trong cái nửa sang tháng cuối năm này thì Nam Kim vẫn là một cái doanh nghiệp mà có thể duy trì được cái lợi nhuận của mình tốt nhất so với các doanh nghiệp khác. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng năm nay Nam Kim sẽ đạt lợi nhuận đâu đó ở mức khoảng 2.200 đến 2.300 tỷ. Tuy nhiên rằng là trong năm 2022 thì cái xu hướng xuất khẩu sẽ không còn có thể thuận lợi nữa. Chúng tôi kỳ vọng cái xu hướng thuận lợi này sẽ kéo dài đến hết quý 1 năm 2022, khi mà cái điểm cân bằng mới của thị trường bắt đầu được thiết lập thì cái lợi nhuận của công ty, cái biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận dòng của công ty sẽ giảm đến mức ở các năm bình thường, và lợi nhuận của công ty của Nam Kim cũng sẽ giảm khoảng đâu đó khoảng 50% về mức khoảng Alo. một cái ước tính cái lợi nhuận của tháng 7 năm 2021 thì chúng ta thấy rằng cái doanh thu hay sản lượng của Hoa Sen tăng khá là tốt. Tuy nhiên cái mức lợi nhuận dòng, tức là mức biên lợi nhuận dòng của công ty đã giảm khá là nhiều so với quý 2, và cái này thì rất là phù hợp với những gì chúng ta đã trao đổi ở đây.
và chúng tôi sẽ kỳ vọng là Hoa Sen năm nay sẽ đạt lợi nhuận ở mức đâu đó khoảng 4.500 tỷ, và sang năm 2022 thì họ sẽ có khả năng giữ cái lợi nhuận ở mức tốt hơn, tuy nhiên rằng vẫn sẽ bị giảm ở mức khá là mạnh, tương đương chúng tôi tính khoảng là khoảng 30 đến 35% và quay về mức khoảng 3.000 tỷ. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Trung. Thì như quý nhà đầu tư cũng đã thấy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái doanh nghiệp hay nói chung là lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2021 này, bao gồm cả Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen, thì đều cũng chưa có gì đáng ngại lắm, tại vì do là nửa đầu năm thì đã rất là tốt rồi, và nửa cuối năm họ chỉ cần cố gắng một chút thôi thì đều sẽ là có một cái performance là vượt bậc so với cả những cái năm trong quá khứ của họ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy cái rủi ro từ năm 2022 trở đi. Thì đối với cả Hoa Sen với cả Nam Kim thì cái rủi ro nó sẽ đến từ cái việc rằng là cái biên lợi nhuận của họ là sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì do cái hàng tồn kho giá thấp là đã hết, và ngoài ra nữa thì là cái cán cân cân bằng cung cầu của thị trường thép thế giới thì có thể là sẽ cân bằng hơn trong tương lai, khi mà bởi vì do chúng ta cũng đã biết rằng là cái giá thép nó tăng thì cũng sẽ khiến cho rất là nhiều những cái supplier hay là những cái người mà sản xuất thép là tham gia vào thị trường gia tăng công suất, thì qua đấy là cái việc trong khi thì qua đấy thì trong những năm sau thì cái công suất ngành thép thì nó sẽ tăng lên, trong khi đấy thì cái nhu cầu về sản lượng thì có thể là nó sẽ chỉ như thế này thôi, và có khả năng là có khi là còn sẽ sụt giảm một chút, bởi vì do là Trung Quốc thì sau khi triển khai cái Thế vận hội Olympic xong thì có thể là họ sẽ quay trở lại là tăng trưởng về cái việc sản xuất thép nội địa, và điều này thì cũng sẽ khiến cho là cái nguồn nhu cầu về nhập khẩu thép của các nước là có thể là sẽ giảm. Thì đấy là một số cái rủi ro về Hoa Sen với Nam Kim. Còn đối với cả Hòa Phát thì cũng chịu chung một cái rủi ro là về cái nhu cầu, là thứ nhất là trong nước thì là liên quan đến dịch Covid, thứ hai thì là cũng liên quan đến cái nhu cầu về xuất nhập khẩu, như Trung đã nói là có thể là sẽ không nóng như giai đoạn vừa rồi nữa mà nó sẽ nguội đi, tuy nhiên thì nó cũng sẽ không giảm quá nhanh. Nhưng mà ngoài ra nữa thì tôi cũng nhận thấy ở Hòa Phát có một cái rủi ro khác nữa mà tôi thấy là Trung chưa đề cập đến, đấy là chính là cái việc là Dung Quất 2 chúng ta đã biết là nó sẽ tăng thêm 70% công suất cho Hòa Phát. Nhưng mà tuy nhiên thì 2022 thì Hòa Phát mới bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Dung Quất, và đến 2024 thì mới có được cái sản lượng tăng thêm đấy. Nghĩa là trong 2022 và 2023 chúng ta sẽ phải chịu những cái rủi ro. Thứ nhất là liên quan đến việc là doanh thu là không thể tăng được. Năm nay là Hòa Phát là tăng trưởng rất là tốt, bởi vì do là họ vừa tăng được doanh thu lại cũng như là tăng được giá bán. Nhưng mà năm sau thì doanh thu của họ không tăng nữa, trong khi là cái biên lợi nhuận thì lại có rủi ro là sẽ bị giảm bớt đi. Thì không biết là cái này thì Trung đánh giá sao, thì và cái này thì Trung đánh giá sao. Ngoài ra nữa thì là tôi sẽ bổ sung thêm một số thông tin khác về cái mỏ quặng sắt tại Úc của Hòa Phát. Thì cái mỏ này là cái mỏ mà có trữ lượng khoảng 320 triệu tấn, công suất khai thác thì là khoảng 4 triệu tấn một năm. Thì cái này sẽ giúp là cho Hòa Phát là đảm bảo được là khoảng 40% cái nhu cầu quặng sắt của họ hàng năm. Và cái quặng sắt thì nó chiếm khoảng 30 đến 35% cái nguyên liệu cấu thành nên giá thép. Thì qua đấy thì cái việc sở hữu mỏ quặng sắt này thì sẽ giúp cho Hòa Phát là không bị phụ thuộc vào cái việc là nguồn cung quốc tế, cũng như là cái biến động giá của quặng sắt thì cũng sẽ là không còn là rủi ro lớn như hồi xưa đối với Hòa Phát nữa. Thì Trung có thể cho nhà đầu tư thêm cái quan điểm của em về cái việc là cái công suất của Hòa Phát sẽ full trong 2022 và 2023. Vâng. Vâng, thì quay lại một chút thì theo quan điểm của phân tích thì năm nay theo ước tính của phân tích thì cái công suất thiết kế, tức là cái sản lượng bán trên công suất của Hòa Phát về thép xây dựng thì năm nay sẽ đâu đó khoảng 80% thôi, và trong năm 2022 và cái HRC thì đang chạy trên trên 100%, tức là khoảng hơn 100 đến 105%, và sẽ tương đương khoảng 3 triệu tấn, và công ty sẽ bán ra khoảng 2,7 triệu tấn trong năm nay. Tức là trong năm sau thì doanh nghiệp sẽ có dư địa là tăng trưởng về cái sản lượng thép xây dựng, và về cái triển vọng của mặt hàng này thì em rất là kỳ vọng, tôi rất là kỳ vọng rằng là cái đầu ra của doanh nghiệp cũng sẽ khá là tốt, tại vì trong năm sau thì cổ phân tích viên Rex thì có kỳ vọng rằng cái sản lượng nội địa sẽ phục hồi nhờ cái nhu cầu đầu tư công mạnh mẽ sau khi dịch Covid mà được kiểm soát thì chính phủ sẽ đẩy mạnh cái vấn đề này. Còn vấn đề HRC thì về cái nhu cầu sản lượng sản phẩm này thì cũng không 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 cần đề cập thêm nữa vì nó rất là tốt. Còn lại thì đúng như anh Duy đã đề cập thì cái lợi nhuận của Hòa Phát trong năm 2022 thì bên VN-Direct phân tích thì cũng có cái kỳ vọng rằng là nó sẽ giảm.
Tuy nhiên rằng là nếu mà so với Nam Kim Hoa Sen thì cái giảm của mức tương đối của so với hai doanh nghiệp tôn mạ thì là khá là nhỏ, và Hòa Phát sẽ có một vài cái catalyst như em đã đề cập về dự án bất động sản container hay là cái mỏ quặng sắt thì bắt đầu đóng góp vào phần doanh. Đúng là đây là một vấn đề của ngành thép, là trong năm 2022 thì liệu có tăng trưởng hay không, thì quan điểm của bên em vẫn là khó có thể duy trì tốc độ này. Còn về chúng ta nhìn Hòa Phát có thể nhìn về dài hạn về cái đóng góp của cái khu liên kết thép Dung Quất 2 thì sang năm 2024, đấy là cái quan điểm thận trọng đấy. Doanh nghiệp thì có kế hoạch rằng là năm 2022 bắt đầu khởi công và chỉ xây dựng trong khoảng 1,5 năm thì đóng góp vào năm 2024 thì sẽ bùng nổ về tăng trưởng, và đánh giá là Hòa Phát là một doanh nghiệp rất phù hợp so dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì rõ ràng rằng là cái vấn đề lợi nhuận trong năm tiếp theo, năm 2022 và năm 2023 có thể không tăng trưởng nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái sự hấp dẫn của cổ phiếu. Cảm ơn Trung và quan điểm của em về nhóm ngành thép này, và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là tổng hợp lại những cái thông tin ngày hôm nay của chúng tôi về cái việc là update cái triển vọng của nhóm ngành thép. Thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy là cái sản lượng sản xuất và tiêu thụ ống thép và thép xây dựng thì cũng giảm, bởi vì do giảm so với cả những cái tháng trước, bởi vì do là liên quan đến dịch Covid và cũng như là mùa mưa, và trong thời gian tới thì hy vọng nó sẽ phục hồi khi mà Covid được kiểm soát và vào những cái tháng cao điểm của xây dựng. Ngoài ra nữa thì là chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu xuất khẩu rất là lớn, và cái nhu cầu này là nó đóng góp rất là nhiều vào cái kết quả kinh doanh tốt của các doanh nghiệp trong nửa đầu năm. Và vì cái nhu cầu xuất khẩu lớn như vậy cho nên cái nhu cầu nhập khẩu thép lớn từ EU và Mỹ và Trung Quốc thì nó khiến cho là Bộ Tài chính đã từng có đề xuất rằng là sẽ tăng cái thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu, nhưng mà cái điều này thì nó sẽ không xảy ra nữa. Còn đối với cả cái giá nguyên vật liệu thì và giá thép đầu ra thì chúng tôi dự đoán là nó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cái lợi nhuận của các doanh nghiệp thép trong thời gian tới, trong thời gian sau này. Và kết quả và triển vọng tương lai của chúng tôi thì lợi nhuận của các doanh nghiệp thì trong 2021 thì sẽ vẫn duy trì được phong độ, tuy nhiên là 2022 thì nó sẽ có sự giảm. Và tuy nhiên thì Hòa Phát sẽ là cái doanh nghiệp mà có lợi nhuận là nó giảm ít nhất, bởi vì do là doanh nghiệp này có những cái dự án khác bên cạnh cái việc là sản xuất thép, đấy là ví dụ như là sản lượng và thị phần thép xây dựng của họ sẽ được tăng trưởng tốt. Thứ hai nữa là liên quan đến là những cái dự án bất động sản, và cuối cùng là cái việc là họ có cái mỏ quặng là đóng góp khá là lớn vào cái cơ cấu giá thành sản xuất, thì nó cũng sẽ giúp cho họ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều, và qua đấy thì là biên lợi nhuận của họ sẽ à cái lợi nhuận của họ là sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với cả Hoa Sen và Nam Kim. Và Hoa Sen và Nam Kim thì năm nay tăng trưởng lợi nhuận rất là mạnh, nhưng mà những năm sau thì có thể là sẽ bị ảnh hưởng một chút, và quý nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tuy nhiên nếu mà nhìn về dài hạn thì Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu rất là hấp dẫn, bởi vì do là chúng ta cũng sẽ thấy là cái việc là nhập khẩu thép từ các thị trường phát triển nó sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn, và nghĩa là nó có thể là nó đang tăng nóng đợt này và có thể là nó sẽ chững lại, nhưng mà nó sẽ không dừng lại hẳn và đảo ngược. Bởi vì sao? Bởi vì do rõ ràng là cái việc cắt giảm khí thải là cái thứ mà tất cả các nước phát triển họ đều hướng đến, và qua đấy thì là chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam sẽ thành cái công xưởng thép mới của thế giới trong tương lai, và thành ra là triển vọng dài hạn của Hòa Phát là vẫn sẽ được đảm bảo khi mà cái Dung Quất 2 của họ được vào hoạt động, và qua đấy thì là sẽ tăng thêm sản lượng và tăng doanh thu và lợi nhuận trong 2024 trở đi. Và đấy là những cái quan điểm của chúng tôi ngày hôm nay về nhóm ngành thép, và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là được dành ra 5 phút quảng cáo. Là đầu tiên đấy là về những cái lịch phát sóng của các chương trình của VN Direct, và chúng tôi có bản tin La Bàn Đầu Tư sẽ vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần, sẽ có cái tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản đầu tư, và chương trình thứ hai sẽ là chương trình tọa đàm đầu tư, là chương trình dành riêng cho khách hàng VN Direct về việc phân tích cổ phiếu, nhận định thị trường cũng như là đi tìm kiếm các cơ hội đầu tư, và sẽ được chúng tôi livestream vào lúc 3:30 chiều thứ tư hàng tuần. Quý nhà đầu tư nếu mà muốn tham gia chương trình thì hãy liên hệ với cả công ty chứng khoán VN Direct để có thể có thông tin và có đường link để đăng ký tham dự. Đối với cả chương trình thứ ba, đấy là chương trình cổ phiếu 360 độ, là chính là chương trình ngày hôm nay, sẽ phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần, thì là sẽ nói các cổ phiếu theo cả hai phương diện là tích cực và tiêu cực, để quý nhà đầu tư có một cái góc nhìn khách quan nhất đối với cổ phiếu, qua đấy thì đưa ra cái quyết định đầu tư cho mình trong tương lai. Và cuối cùng chương trình tiếp theo của chúng tôi là chương trình đối thoại PM, là chương trình và chuyên gia ngành, là chương trình chia sẻ triết lý
và chiến lược đầu tư với những người nổi tiếng là sẽ định kỳ 2 tuần một lần vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy. Và ngoài ra thì chúng tôi có những cái cộng đồng trên Facebook cũng như Stockbook để quý nhà đầu tư có thể tham gia. Đấy là cộng đồng đầu tư tích sản, là cộng đồng chuyên về những cái cơ hội đầu tư dài hạn cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư hay tích sản cổ phiếu mà mọi người cùng nhau bàn luận. Và cộng đồng thứ hai đấy là cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade, là cái cộng đồng mà chuyên về phân tích kỹ thuật cũng như là tìm các cơ hội lướt sóng ngắn hạn. Và cái đường link để tham dự những cái cộng đồng này thì sẽ được ở trên cái mã QR code mà chúng tôi hiện lên cho quý nhà đầu tư xem. Và cuối cùng là bây giờ là chúng ta sẽ sang cái phần hỏi và đáp ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên là cho xin thông tin bán hàng của xuất khẩu và trong nước của Nam Kim và Hoa Sen tháng 8, tháng 7, tháng 7, tháng 8 thì đã có số liệu chưa? Thì cái này Trung có thể trả lời quý nhà đầu tư không? Vâng, về cái số liệu thì số liệu tháng 8 thì cái đây nhận chưa chưa có số liệu. Còn số liệu tháng 7 thì doanh nghiệp cũng đã công bố trên trang web của công ty. Các bạn có thể tham khảo ở trên cái trang web của như đây. Thế thì cập nhật một chút rằng là cái sản lượng bán hàng của Hoa Sen trong tháng 7 thì vẫn khá là tốt, là khoảng 158.000 tấn tôn mạ và 30.000 tấn ống thép. Trong khi đó thì doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 123.000 tấn tôn mạ và khoảng 3.000 tấn ống thép. Trong khi đó với Nam Kim thì doanh nghiệp vẫn duy trì cái sản lượng của Nam Kim tháng 7 thấp hơn tháng 6 một chút, là ở khoảng 62.000 tấn, và cả doanh nghiệp này đều đã duy trì cái tỷ trọng xuất khẩu tôn mạ của mình ở mức 70-80%. Tức là cái thị trường xuất khẩu là cái đóng góp chính cho cái sản lượng khá là tốt của hai doanh nghiệp tôn mạ trong tháng 7 và đang đợi số liệu từ bên đây. Vâng, và câu hỏi tiếp theo đấy là cho xin nhận định về mã cổ phiếu TVC, thì không biết là Trung có biết cái cổ phiếu này không? Không, về TVC thì ở bên phân tích không có theo dõi nên em sẽ không xin không được bình luận để cổ phiếu này. Okay. Thì theo như quý nhà đầu có một câu hỏi khác về nhóm thép trước nhé. Cho mình xin giá mục tiêu của Nam Kim từ đây đến cuối năm 2021. Thì trong cái số mà trước đây mà chúng tôi với lại Duy cũng đã trong số 360 độ cổ phiếu ấy, thì ở cái thời điểm đó thì ở khoảng cuối tháng 7 tôi cũng có duy trì quan điểm rằng là cái cổ phiếu Nam Kim thì vẫn khá là hấp dẫn về mặt định giá. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì sau thời điểm cuối tháng 7 này, doanh nghiệp đã giá cổ phiếu Nam Kim đã tăng vào đó khoảng 50% và tăng mạnh nhất trong các cái cổ phiếu trong ba cổ phiếu chúng ta hôm nay đang bình luận đây. Thì theo quan điểm của khối viên của phân tích thì là cái mức định giá hiện tại thì khá là fair, và chúng ta bắt đầu sẽ phải nhìn sang cái mức lợi nhuận của năm 2022 rằng cái mức EPS của doanh nghiệp sẽ giảm đâu đó, có thể giảm đâu đó ở mức 40-50% như tôi đã đề cập ở trên. Và do đó thì cái mức giá hiện tại thì cho rằng là kể cả Hoa Sen nữa và Nam Kim thì cũng khá là fair. Thì cái mức giá PE định giá của Nam Kim thời điểm hiện tại là khoảng 6,1 lần, cũng tương đối là cao so với các số liệu trung bình lịch sử của doanh nghiệp, và hiện tại cũng đang giao dịch cao hơn với Hoa Sen. Thì cái điều này có thể chúng tôi cho rằng đến từ cái việc rằng là như chúng ta đề cập thì cái thị trường xuất khẩu đóng vai trò rất là quan trọng cho các doanh nghiệp thép trong nửa cuối năm nay cũng như là đầu năm 2022, do thị trường nội địa của mình đã bị hit bởi dịch. Thì Nam Kim là cái doanh nghiệp mà sở hữu cái tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong ba doanh nghiệp thép, nên do vậy rằng là có vẻ như là thị trường đang kỳ vọng ở mức kỳ vọng Nam Kim ở mức định giá tốt. Thì hiện tại thì tôi cho rằng là cái mức định giá của Nam Kim thì đang ở mức fair. Vâng, câu hỏi tiếp theo đấy là anh có thông tin gì về Hòa Phát đang đi tìm nguyên vật liệu than cốc hay không? Vâng, thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là bổ sung một chút về Hòa Phát vừa nãy đi, thì một năm bây giờ doanh nghiệp cũng có cái dòng tiền khoảng là 40.000 tỷ EBITDA. Tức là dòng tiền về thì một là để dành cho cái dự án Dung Quất 2 có thể khởi động, thì doanh nghiệp cũng đang rất tích cực tìm kiếm cái dự án mới để đầu tư để tăng khả năng sinh lời trong khi bối cảnh là có thể sản lượng thép trong năm 2022 không tăng được nhiều so với năm 2021 nữa. Thì theo cái
Cập nhật của tôi thì doanh nghiệp cũng đang có ý định là sẽ tìm kiếm thêm các mỏ quặng sắt. Bên cạnh cái mỏ đầu tiên là Rupert Valley, và một vài mỏ than cốc. Thì chúng ta thì biết rằng là các cái vấn đề về M&A hay là mua bán về các cái giá trị các cái tài sản lớn thì đương nhiên là các doanh nghiệp sẽ không công bố, và hiện tại thì doanh nghiệp cũng chưa chưa công bố cái mức đầu tư tại cái dự án quan sát đầu tiên của mình, cũng chỉ để cũng là vì cái ý định là doanh nghiệp sẽ có thể mua cái dự án tiếp theo và không không đề cập cái dự án đầu tiên này. Và theo tôi biết rằng là một vài cái mỏ quặng sắt ở mỏ than cốc ở Úc thì vẫn đang được giao bán ở mức khá là tốt so với cái mỏ quặng sắt. Thì chúng ta đã biết ở đầu năm thì quặng sắt lại tăng rất là mạnh, do vậy là mức định giá của các mỏ quặng cũng khá là cao, trong khi rằng cái than cốc thì hiện tại thì bắt đầu có xu hướng tăng thôi, có thời điểm trước đó thì cũng đang ở mức khá là thấp thấp trong nhiều năm, mà do đó rằng là có rất nhiều doanh nghiệp cũng đang có ý định rằng là sẽ chuyển nhượng các cái mỏ than cốc này ở mức giá tốt. Thì hy vọng rằng Hòa Phát cũng đã tiếp cận được và có triển vọng sẽ công bố các cái dự án mới này trong tương lai. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được cái nguồn cung, tránh được cái biến động nguồn cung đầu ra đầu vào các cái nguyên liệu chính để sản xuất thép. Vâng, câu tiếp theo là Hoa Sen có kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh không ạ khi thị trường tôm mạng cạnh tranh ngày càng cao? Thì cập nhật tại câu trả lời đầu tiên là phải là không, tại vì là theo tính toán của khối phân tích Vindirect thì cái gọi là hiệu suất sử dụng của các nhà máy của Hoa Sen thì hiện tại vẫn chưa full công suất, tức là doanh nghiệp vẫn còn dư địa khá là nhiều để gia tăng cái sản lượng, nếu quan trọng là cái nhu cầu có hấp thụ được cái công ấy thôi. Còn trong đợt cổ đông năm 2021 thì chủ tịch Vũ cũng đã chia sẻ thẳng thắn rằng là Hoa Sen sẽ không không bổ sung một dự án, không xây dựng thêm một dự án sản xuất nào nữa, và trong tương lai doanh nghiệp cũng sẽ có một cái điểm nhấn, đó chính là cái vật liệu ở cửa hàng cái chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, đó là Hoa Sen Home. Đây đây mới chính là cái bước đi trong dài hạn của doanh nghiệp trong khoảng 5 năm tới, và cái mở rộng chuỗi sản xuất về ngành tôn mạ, tức là mở rộng thêm nhà máy ấy, thì doanh nghiệp không có ý định. Vâng, câu tiếp theo là hỏi về có theo dõi cổ phiếu VGS không, cũng là một cổ phiếu thép đấy, cho xin nhận định đối với cổ phiếu này. Thì đầu tiên là cổ phân tích thì cũng không cao trực tiếp, và một theo một vài nhận định về cổ phiếu về thép Việt Đức thì chúng ta đã biết thì thép Việt Đức có thị phần khá là ổn, đứng top 5 top 6 về thép xây dựng và ống thép. Tuy nhiên rằng là cái quy mô khá là nhỏ so với các doanh nghiệp hàng đầu như Hòa Phát. Còn cái thì hiện tại thì VGS đã có mức tăng giá khá là ấn tượng trong vòng 2 tháng trở lại đây, thì cái này một tháng trở lại đây thì cái này xuất phát theo tôi biết là xuất phát từ cái dự án bất động sản của doanh nghiệp đang theo đuổi, đó chính là dự án Vindic Legend ở khu Vĩnh Phúc. Thì trong thời điểm là cuối khi thời điểm mà công ty công bố cái báo cáo tài chính quý 2 thì cái dự án này đã lên được cái phần chi phí dựng dở dang và đang có các thông tin là đang được triển khai, thì dự án này khá là được kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho công ty, tức là giúp cho cái mức lợi nhuận công ty sẽ tăng lên nhiều lần trong năm 2022. Do vậy rằng là giá cổ phiếu của VGS đang phản ánh điều này. Cô phải nhận định như vậy VGS. Câu tiếp theo đấy là cho hỏi về tiến độ xây nhà máy container đến đâu rồi? Thì hiện tại thì thời điểm đầu tư thì doanh nghiệp cũng đã công bố rằng là đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xây dựng. Thì hiện tại thì theo cập nhật của doanh nghiệp thì dự án vẫn đang được triển khai theo đấy, và đúng kế hoạch thì là đến giữa năm 2022 thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu có sản lượng. Còn chi tiết về dự án thì chắc là sẽ xin đề cập sau. Vâng, có một câu hỏi nữa, sau đây thì tôi sẽ xin phép là trả lời hai cái câu hỏi về một số mã cổ phiếu mà không thuộc nhóm ngành thép. Câu thứ nhất là về TVC, thì tôi thấy đây là công ty đầu tư tài chính Chí Việt, thì rất là mong quý nhà đầu tư rất là thông cảm, bởi vì do là thứ nhất là tôi cũng chưa bao giờ nhìn cái cổ phiếu này, và thứ hai nữa là thời gian nó cũng xem xét nó cũng chưa được thấu đáo, thì thành ra là nếu mà tôi nói mà có cái gì không đúng thì mong quý nhà đầu tư bỏ qua.
Thì đầu tiên là tôi thấy là đây là cái công ty chủ yếu là liên quan đến đầu tư tài chính, và cái công ty này thì cái tài sản của họ, nếu mà mình nhìn trong báo cáo tài chính thì cái tài sản của họ cũng là nó có một cái nó có tỷ trọng liên quan đến các khoản phải thu rất là cao, trong khi những cái tài sản khác thì không có. Mà bình thường là nếu mà những cái công ty tài chính mà tôi cũng có nhìn thử cái sản phẩm, cái tài sản là về những cái khoản đầu tư tài chính ý, thì cũng thấy là không có nhiều cái khoản đầu tư hấp dẫn cho lắm. Cho nên thành ra là về cơ bản thì chắc là cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi nếu như mà cái mặt bằng lãi suất tăng lên, thì một số cái khoản đầu tư tài chính của họ mà nó là đầu tư cố định liên quan đến trái phiếu thì nó sẽ giúp cho họ có lợi nhuận tăng. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ để ý rằng là cái vốn hóa thị trường của cái công ty này hiện tại đang là 1.700 tỷ rồi, mà trong khi đấy thì lợi nhuận một năm cũng chỉ khoảng có tầm 100 tỷ thôi, là năm 2020 là cũng tương đối là đột biến. Thì thành ra là nếu mà mình nhìn cái mức PE hiện tại của cổ phiếu này thì có vẻ như là nó cũng chưa quá là hấp dẫn. Còn nếu mà cổ phiếu này nó sẽ chỉ hấp dẫn khi mà quý nhà đầu tư biết thông tin rằng là cổ phiếu này là đang có một cái tài sản ngầm nào đấy mà ở trong công ty mà quý nhà đầu tư biết, và cái tài sản đấy thì có giá trị rất là lớn, nó cao hơn so với cả cái vốn hóa 1.600 này, thì nó sẽ là một cái khoản đầu tư mà có thể là đáng quan tâm. Thì đấy là một số cái nhận định sơ bộ của tôi khi mà nhìn về mã cổ phiếu TVC. Còn đối với cả cổ phiếu Idico thì đây là cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp, có nhiều dự án ở khu vực Cái Mép, thì đây cũng là một cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp có vị trí địa lý rất là hấp dẫn, cũng như là và trước đấy thì là công ty của vốn nhà nước, sau đấy thì là đã thoái vốn ở cái vùng giá là 26.5, và cổ phiếu thì hiện tại đang giao dịch ở mức giá 45. Thì về cơ bản mà nói thì cổ phiếu này về tiềm năng dài hạn, bởi vì nó là khu công nghiệp thì nó cũng là một cổ phiếu mà đáng quan tâm, nhất là khi mà có nhà nước thoái vốn xong thì thường là cái kết quả kinh doanh nó cũng sẽ được cải thiện đáng kể khi mà vào tay tư nhân. Và cái việc ngoài ra nữa thì là, nhưng mà có một số cái lưu ý, đấy là cái giá của cổ phiếu của nó cũng đã tăng tương đối nhiều từ cái vùng thoái vốn, tức là từ 26 lên 45. Và ngoài ra nữa thì là cái vốn hóa của cổ phiếu Idico hiện tại là 12.600 tỷ. Thì nếu mà quý nhà đầu tư mà dùng vốn hóa này mà so sánh với cả cái quỹ đất của Idico so với cả những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khác thì có thể là nó cũng không quá là hấp dẫn so với cả những cái doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra nữa thì cái việc là cái tình hình Covid hiện tại nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bất động sản khu công nghiệp, tại vì do là chúng ta cũng biết rằng là khi mà Covid như thế này thì sản xuất nó sẽ bị đình trệ, và vấn đề logistics và vấn đề vận chuyển nó cũng gặp trở ngại. Thì những cái thứ đấy nó sẽ khiến cho việc là cái dòng vốn FDI vào thị trường là có thể là nó cũng sẽ không được tốt trong ngắn hạn, thì cái này cũng sẽ là cái điều tiêu cực, và có khả năng là nhóm bất động sản khu công nghiệp thì nó phải chờ Covid xong sớm thì may ra thì mới có những cái đợt sóng mới. Vâng. À, và bởi vì do chương trình cũng khá là dài rồi, cho nên là thành ra tôi xin phép là sẽ một câu hỏi cuối cùng thôi. À, và xin phép là quý nhà đầu tư là sẽ trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư vào những chương trình tuần sau. Và câu cuối cùng là các chuyên gia cho hỏi là thép của các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế gì để hưởng lợi từ việc là EU và Mỹ tăng cường nhập khẩu thép? Theo em biết thì các doanh nghiệp thép nội địa trong khối Liên minh EU cũng đang đẩy mạnh sản xuất. Vâng, nghĩa là câu hỏi của bạn ấy là liên quan đến việc là cái lợi thế cạnh tranh của nhóm thép Pacen và của nhóm thép Việt Nam thì có lợi thế gì không? Và ngoài ra nữa thì là bạn ấy cũng lo ngại về cái tình hình là gia tăng sản lượng thép của các nước tại châu Âu. Và mời Trung trả lời cái câu hỏi này cho quý nhà đầu tư. Vâng, thì đầu tiên là cái lợi thế của thép Việt Nam so với các quốc gia ở châu Âu thì rõ ràng đầu tiên rằng sẽ là cái vấn đề về nhân công. Thì nhân công Việt Nam thì nổi tiếng là nó rẻ hơn khá là nhiều so với các doanh nghiệp ở bên khu vực EU. Bên cạnh đó rằng là ở Việt Nam mình như Hoa Sen và Nam Kim thì cũng đã một thị trường khá lâu dài ở EU, nên do vậy rằng em tin rằng là nó có lợi thế về mặt là khách hàng lâu dài. Và bên cạnh đó rằng là chúng ta đã biết rằng EU hay đó hay chính Trung Quốc ấy, cũng là một cái quốc gia mà đang cực kỳ tập trung vào cái vấn đề về bảo vệ môi trường. EU thì đã cho mới đây cũng đã cho ra các cái sản phẩm mà hoàn toàn không không tiêu thụ đến carbon. Thì cái vấn đề này nếu mà trở thành xu hướng thì dần dần nó cũng sẽ khiến cho cái chi phí sản xuất của các mặt hàng thép tại EU thì sẽ ngày càng lên ở mức khá là cao, và ở Việt Nam mình sẽ có mức giá cạnh tranh hơn bên cạnh việc cái chi phí công giá rẻ. Tuy nhiên rằng là có cái lo ngại rằng là
các cái doanh nghiệp ở châu Âu thì bắt bắt buộc cái điều kiện là sản xuất đầu vào nó có cái sản phẩm là thép mà không gây hại đến môi trường. Tuy nhiên rằng là bên khối phân tích cũng đánh giá rằng là đây là cái xu hướng khá là dài hạn, và trong thời điểm ngắn hạn thì khó thể triển khai. Một là do yếu tố về công nghệ, và thứ hai là do vì chi phí sản xuất không có thể thay thay đổi một mặt hàng cơ bản trong công nghiệp một cách nhanh chóng như vậy. Bên cạnh đó rằng là cái thị trường Trung Quốc thì cũng đã có những cái phản ứng về cái sản xuất thép của khu vực nội địa, và họ đã đánh thuế, áp thuế và hạn chế sản xuất để giảm cái sản lượng sản xuất trong nội địa cũng như là cái sản lượng xuất khẩu. Và cái miếng bánh mà thị phần của Trung Quốc để lại thì mình tin rằng là Việt Nam mình có hoàn toàn có lợi thế trên thị trường quốc tế. Cảm ơn Trung, và tôi cũng cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia trao đổi, tham gia thảo luận và trao đổi với cả VN Direct chương trình ngày hôm nay, thì và tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nữa. Tuy nhiên là cái thời lượng của chương trình thì nó cũng có hạn, và cho nên là chúng tôi là buộc đành phải là tạm dừng chương trình tại đây, và rất là xin lỗi những câu hỏi mà chưa được trả lời của quý nhà đầu tư, và chúng tôi hy vọng là quý nhà đầu tư vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình trong những thời gian tới, và những cái câu hỏi này của các quý vị thì có thể là đặt vào những cái chương trình tuần sau, và chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư và xin phép hẹn gặp lại vào chiều thứ năm 3:30 hàng tuần. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.